Mika, máy giỏi công nghiệp, được sản xuất độc quyền và là phiên bản giới hạn. Hello mọi người, cà đây. Năm 2023, ngày 9 tháng 3, sau ngày bão hôm qua, đối với phái nam, ý tôi là ngày 8 tháng 3, clip này được làm vào ngày hôm nay là ngày 9, mà phát ngày nào thì tôi chưa có biết. Tôi đã không còn cái động lực để mà tiếp tục cái công cuộc đào đá nữa rồi. Đã đào hoài mà có ra mẹ gì đâu, toàn đá với đồng thôi. Số tôi nói xui. Thôi than vãn. Có người từng dạy tôi, thay vì than vãn về sự thất bại khi mà làm một việc gì đó, thì mình dẹp mẹ luôn, mình khỏi làm nữa, khỏi than. Còn ông nội nào dạy tôi không nhớ. Cơ mà trước khi vô vấn đề chính của clip hôm nay, thì mấy ông mấy bà xem có like chưa, với lại đăng ký kênh của tôi chưa vậy? Chưa thì làm đi chứ, để nhắc hoài vậy. Nút đăng ký ở dưới nha. Sẵn thì để lại cho tôi một cái bình luận để tôi biết cái sự hiện diện của mấy ông mấy bà đi. Lỡ xui xui tôi tặng vàng sao? Tôi có tiền mà. Nổ á. Nhưng mà nhớ like, đăng ký kênh của tôi nha. Ok, quay lại với vấn đề chính. Vòng vo nãy giờ thì chưa vô được cái nội dung chính, mất thời gian vơ lờ. Và nay tôi kể về bà ghệ của tôi, Mika, máy giỏi công nghiệp, được sản xuất độc quyền và là phiên bản giới hạn. Có một không có hai. Nếu như làm clip mà để nó điểm tốt thì bình thường quá rồi, nó phổ thông quá. Clip này sẽ dài thon lòn, không có ai rảnh mà xem cho coi. Bà Mika đã có đang coi cái clip này không? Phái, nghe tới đây là phái liền. Nghe nói mà kể điểm tốt mà dài thòn lòn là phái liền. Cười liền vậy. Tới đây hết cười nè. Clip này là clip nói xấu, với chủ đề review thành viên của team kỳ cục. Và người đầu tiên trong danh sách là máy giỏi công nghiệp Mika. Mika tên thật là Phan Thị Phương Hằng, sinh năm nhiêu không biết, phải gọi tôi là anh, theo vai vế trong tình yêu. Mika giới tính nữ, chắc chắn rồi. Tôi không thể nào mà yêu ông Mika được. Về sở thích và ghét thì không có bàn tới, vì đây là review chứ không phải là giới thiệu nhân vật, nên cái gì nổi bật thì quăng ra. Giỏi, nằm, hung dữ, độc ác, dữ tợn, bla bla. Với một người thích giỏi thì cho dù là vì cái lý do gì, hợp lý quá, vừa lòng quá, cũng giỏi. Đồ ăn ngon quá, cũng giỏi. Rảnh không có gì làm, cũng giỏi. Lâu rồi không có làm gì, cũng chưa giỏi. Thế là giỏi. Giờ tôi cũng phải đi giỏi cái đã, chứ Mika cũng đang giỏi tôi rồi. Cảm ơn mọi người đã xem clip của Ka. Thông cảm nha, cái này là chạy deadline thôi cho nên clip nó hơi loãng. Nhớ like với bình luận xem mọi người nhận xét như thế nào về Mika ở bên dưới nha. Lại cho tôi biết là người tiếp theo mà mọi người muốn nghe review trong team kỳ cục là gì, hay là lại tiếp tục làm gì bà Mika. Cảm ơn, bye bye.